Chào các bạn, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái khái niệm mới trong design gọi là icon. Icon là gì? Icon là các biểu tượng mà các bạn hay gặp ở trong các cái ứng dụng hay là các trang web mà các bạn nhìn thấy hàng ngày. Ví dụ đây là một cái icon biểu tượng cho cái nút back để quay lại màn hình trước đó. Ví dụ đây là một cái icon của một cái menu, khi các bạn kích vào thì nó sẽ sổ xuống một cái menu nào đấy, đúng không? Chúng ta cũng có thể hình dung ra những cái icon quen thuộc này bằng việc sử dụng những cái app hàng ngày. Ví dụ đây là icon biểu tượng cho cái dạng lưới. Các bạn kích vào thì ảnh nó sẽ hiển thị ra dạng lưới như này. Ví dụ đây là một cái icon biểu tượng ra nút là gì? Thêm bạn chẳng hạn, đúng không? Đây là nút home này. Ví dụ đây là nút tìm kiếm. Hoặc đây là nút thêm ảnh mới. Đây là nút gì? Like. Cái ứng dụng này trông nó ná cái kiểu như là Instagram, đúng không? Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào để design đưa được những cái icon này vào design của mình. Thì đây là một cái hình mình chụp từ một cái thư viện về icon mà các bạn có thể sẽ được học ngay sau đây. Đây là nó sẽ có cái text để giải thích cái ý nghĩa của icon ở bên cạnh nó. Có hai loại icon chính, đấy là dạng phông chữ và hai là dạng ảnh. Cả hai loại này các bạn đều có thể dùng như nhau hết, ok chưa? Icon dạng phông tức là gì? Nó là một cái phông chữ. Nhưng mà trong cái phông chữ đây nó không chứa các ký tự ABC mà nó chứa các ký tự đặc biệt. Các ký tự đấy được mã hóa bằng mã Unicode. Để mà gõ được ra thì các bạn phải gõ phải dùng bộ gõ được gọi là gõ cái ký tự Unicode ở trên máy mình. Ví dụ ở đây là gì? Unicode hex input ở trên Mac. Khi các bạn vào keyboard preference thì các bạn có thể thêm được cái bộ gõ này vào. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các loại phông chữ, các loại phông icon, các loại icon phông ở dưới đây. Thì có vài loại tiêu biểu, đấy là Phone Awesome, thì thằng này được dùng rất nhiều ở trên web và các bạn có thể download về để cài trên máy mình cũng được. Cái phông chữ, cài phông chữ nào thì bài trước mình đã hướng dẫn rồi. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu một vài dạng phông và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách download về như nào, cài để các bạn tự cài máy như nào. Ví dụ đây mình có thằng thằng thứ hai nữa là thằng Material Design Iconic Font, là thằng mình rất hay dùng cho các cái app cá nhân của mình. Tiếp theo là một cái trang nữa là icomoon.io. Có rất nhiều loại font trên mạng, bây giờ các bạn có thể Google ra icon font hoặc là font icon cũng được. Và để gõ ký tự Unicode thì các bạn có thể Google là làm thế nào để gõ được cái ký tự Unicode ở trong Windows của mình, how to enter Unicode characters on Windows or in Windows như này. Tí nữa mình sẽ demo các bạn là cách dùng cái kiểu phông chữ này như nào. Dạng thứ hai là dạng SVG. SVG là một cái kiểu ảnh ở trong máy tính. Nó khác với cả những kiểu khác như là mình giải thích ở một bài riêng. Nhưng mà đại loại là các bạn hiểu là người ta design ra các cái icon này bằng các cái phần mềm design và họ lưu lại dưới dạng SVG, sau đấy là publish lên mạng cho các bạn dùng. Thì có một vài cái, đấy là ironicons.com và flaticon.com. Thằng này là mình thấy có rất nhiều icon đẹp này. Thằng này thì nó là một bộ rồi của một cái thư viện tên là Ionic, dựa trên Angular, thì cái đấy mình sẽ nói với các bạn sau. Tiếp theo là thằng Material Design Icons.com. Ngoài ra các bạn có thể Google thêm là SVG Icons. Ngay sau đây mình sẽ demo các bạn là cách dùng của hai loại này như nào, Phong và SVG Icon. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng Phong trước. Các bạn copy cái dòng thứ hai này vào Google cho mình. Thì đây, các mình Google đây thì nó sẽ ra cái link đầu tiên các bạn kích vào. Sau đấy các bạn ở trong cái mục Get Started này các bạn có thể thấy cái nút download đây. Các bạn download về, bên trong đấy nó sẽ có một cái file .ttf. Thì các bạn đấy chính là cái file phông mà giống như cái bài trước mình hướng dẫn các bạn cài nó ra. Thì để xem có những cái icon nào thì các bạn kích vào icons này, xem những cái icon nào mà nó hỗ trợ. Mỗi cái thư viện phông nó lại hiển thị khác nhau nhá, không phải là cái nào nó cũng giống nhau đâu. Tại vì là mỗi bộ phông nó lại có những cái icon khác nhau và tuy là nó cũng sẽ có những cái icon giống nhau. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy là gì, giả sử mình có ở chữ menu chẳng hạn, thì mình search menu ở đây thì nó sẽ hiển thị ra menu.
Ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái mã Unicode mà mình cần phải gõ vào. Đây là F197. Bây giờ mình chuyển sang cái phần mềm design của mình. Đấy, mình design đây. Rồi. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu thêm chữ vào đúng không? Phông nên là nó phải là một kiểu chữ. Thì các bạn gõ Insert Text hoặc là các bạn ấn T. Đấy, ấn T. Các bạn nhìn ở góc màn hình này, mình ấn T đúng không? Xong rồi mình kích vào đây. Đó, thì nó bảo mình là gõ chữ đúng không? Thì mình gõ cái đấy là F137. Thì để gõ được cái tự Unicode ở trên máy Mac thì các bạn kích vào đây, ấn vào Unicode Hex Input. Nếu mà bạn nào không có thì các bạn phải vào Open Keyboard Preferences. Rồi các bạn ấn vào nút thêm, xong rồi chọn cái kiểu gõ Unicode Hex Input. Các bạn tìm kiếm ở đây đúng không? Unicode thì nó sẽ ra. Nhưng mình thêm vào rồi thì mình không thêm được lại nữa. Các bạn dùng Windows, các bạn dùng Linux thì dùng Ubuntu thì có thể là Google xem cách dùng như nào. Rồi, bây giờ mình gõ ở đây. Ở bên Mac thì mình sẽ phải chuyển kiểu gõ sang Unicode này. Xong rồi mình phải giữ nút Option ở trên bàn phím bây giờ, giữ Option ở ấn F137 theo thứ tự như thế, rồi thả nút Option ra. Nó hiện ra một cái dấu hỏi chấm này, tức là gì? Cái phông chữ hiện tại của mình nó đang không hỗ trợ thằng này. Cái phông mà vừa nãy mình chọn ấy của bài trước. Thì để mà chuyển cái phông chữ này để mình chuyển cái ký tự này sang cái kiểu icon thì các bạn phải chọn đúng cái phông chữ của nó. Đấy là cái phông mà các bạn vừa download về, nó có tên là Material Design Next Font này. Sau khi các bạn cài vào thì nó sẽ hiển thị ở đây, dưới dạng phông ấn vào. Đấy. À, đây là không phải phông mà mình muốn. Mã là gì? 197, mình gõ nhầm. Thì 137 là cái biểu tượng này. Bây giờ mình nhân đôi nó ra. Mình ấn Command D để nhân đôi nó ra. Bây mình xóa đi. Mình gõ gì? Giữ Option này, một F197 đúng không? Đấy, thì nó ra cái menu. Đó. Thì đấy là cách dùng của font icon được chưa? Để mà chỉnh size của cái này thì các bạn chỉ việc là chỉnh như là cỡ chữ thôi, được chưa? Chỉnh kích thước của cái icon này. Các bạn chỉnh như cỡ chữ. Tiếp theo là mình hướng dẫn các bạn dùng gì? Dùng cái SVG icon này như nào. Nó là một cái kiểu ảnh vector. Thì các bạn mình lấy một cái ví dụ là cái trang flat-icon.com này. Các bạn có thể tìm kiếm các cái icon trên này. Ở đây mình đang tìm về email. Giả sử ở đây mình muốn dùng cái hình ảnh này, được chưa? Thì mình kích vào nó, xong rồi mình download. Mình kích vào SVG, rồi ấn download, rồi ấn free download về. Nó sẽ download về máy cho mình. Rồi mình kéo. Rồi, được chưa? Mình kéo cái icon này, xong rồi mình chuyển sang cái tab gì? Design của mình thả vào đây là xong. Hoặc là gì? Đấy là một cách. Cách thứ hai là bạn sẽ làm sao? Vào Insert Image rồi chọn vào file mà các bạn vừa download về. Thì mình thích cái cách kéo thả nó nhanh hơn. Để mà thay đổi kích thước của cái này, các bạn giữ nút Shift và kéo vào các cái góc của cái icon này thì sẽ thay đổi được kích thước của cái icon mà mình đang dùng, được chưa? Và các bạn nhìn ở cái cột bên trái này. Đó. Thì cái envelope này, cái phong bì này, envelope này thì nó là thằng này. Nó nằm ở trong một cái nhóm và trong nhóm này nó có rất nhiều các cái đường khác nhau. Được chưa? Các cái hình dạng khác nhau bên trong này để nó tạo nên cái hình phong bì như này. Đây là cái phong chữ đúng không? Cái icon dạng phong này nữa. Các bạn nhìn A đây thì hiểu nó là chữ. Đó, ký tự mà được hiển thị ra bởi một cái phông chữ nào đấy. Rồi thì đấy là cách dùng của hai cái phông này. Các bạn có thể chỉnh màu sắc của phông chữ, của icon dạng phông chữ là bằng bằng cách là chỉnh sửa màu giống như là ở bài trước các bạn học. Cái tiếp theo là các bạn muốn chỉnh sửa màu sắc của icon dạng SVG thì các bạn phải mở thằng này ra rồi chọn ra, giữ Shift chọn tất cả, xong rồi thay đổi màu đây. Đó. Đấy, thì đấy là mình hướng dẫn các bạn dùng các cái phông này như nào. Được chưa? Thì thử Google rồi xem cái bộ phông nào mình thích rồi bắt đầu thử design xem cái gì đó đi. Đấy, các bạn.